Để đánh đổi tiếng Việt trên điện thoại iPhone thì các bạn làm theo bước sau. Đầu tiên, kiếm cái phần setting này giống như là những cái bánh răng cưa. Nếu mà kiếm không được thì các bạn có thể nhấn bàn tay vô màn hình, sau đó kéo xuống. Sau đó gõ setting. Ok. Các bạn thấy nó ở đây. Nếu mà bạn kiếm không thấy được. Ok, vào. Ở trong phần setting thì các bạn sẽ thấy được phần general. General, go. Sau đó các bạn kiếm keyboard. Ở trong phần keyboard thì nó có phần keyboard nữa, các bạn vào phần này. Ở đây có sẵn những ngôn ngữ mà các bạn đã thêm vào rồi. Hoặc là nó có sẵn cả đây. Sau đó các bạn add new keyboard. Bây giờ mình sẽ kiếm tiếng Việt, các bạn kéo xuống. Chữ V nằm ở dưới cùng. Ok, đây rồi. Nhấn vào chữ V. Vietnamese. Ok. Như vậy thì chúng ta đã thêm được tiếng Việt vào trong điện thoại iPhone. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách đánh tiếng Việt. Các bạn mở tin nhắn hoặc là mở trang web hoặc là mở bất cứ cái chỗ nào mà có thể đánh chữ được. Ví dụ như là mình sẽ mở Note. Ok. Các bạn thấy cái nút trái đất hay là nút toàn cầu này ở đây không? Nhấn vào. Thì nó sẽ hiện ra chữ dấu cách, có nghĩa là bàn phím này nó đang ở chế độ đánh tiếng Việt. Thì mặc định nó đánh bằng cái kiểu Telex cho nên là các bạn phải học thì mới đánh được tiếng Việt. Ví dụ mình sẽ đánh là tôi, chữ T, hai chữ O, có nghĩa là chữ O, tôi, xong dấu cách. Sau đó chữ đi học, chữ hai là hai chữ đi là chữ đờ, đi chữ học, O, chữ J là dấu nặng. Cái này thì các bạn có thể coi vào cái hình sau để thấy được cái bảng đánh Telex. Ok, thì để chuyển lại thành tiếng Anh, các bạn nhấn nút quả đất này lại. Đây, English. Thì như vậy là các bạn đã biết được cách cấu hình và đánh tiếng Việt trên điện thoại iPhone. Xin cảm ơn các bạn.